Hello, xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn thưởng thức một trận tâm ma tháng tại server S516. Và trận tâm ma này được chia sẻ từ một người bạn có nickname Facebook đó là Nguyễn BK. Ngay bây giờ chúng ta thấy nhân vật chính đang di chuyển sang khu số 8 để dò thám bên này. Và chúng ta thấy được bên này đang có một tiêu gia, một tàng kiếm và một cái bang. Team của chúng ta lại có một cùng lô, một tàng kiếm và một ngammy. Và các bạn thấy là chúng ta đang có ưu thế về ông thương nhân. Thì với việc có ưu thế này, các bạn nên farm những con lính đầu tiên để kiếm tài nguyên và mua những cú bí kíp đầu tiên nha. Rồi, team chúng ta đang farm ở đây có 4 con lính rất là thuận lợi luôn, vẫn chưa có team nào úp cả. Rồi, có một minh giáo chạy lạc rồi, minh giáo đã bị khống chế, minh giáo phải ngã xuống các bạn ạ. Như vậy là một mạng đầu tiên cho team chúng ta. Chắc chắn đâu đó tại khu số 2 đang có đánh nhau và anh Côn Lôn đã nhận ra được điều này và đã thông báo cho các thành viên của mình. Có vẻ như là những thành viên chưa mở mic chỉ huy. Vâng, bây giờ Côn Lôn đã mở mic chỉ huy rồi, có đánh sang khu số 2 hay không? Hiện tại Côn Lôn vẫn còn đến 20 giây để chờ hồi cái xét, trong khi đó tàng kiếm cũng đã mất cái chiêu đặt dòng rồi. Có di chuyển sang hay không? Rất là đắn đo và do dự luôn, có lẽ là chúng ta nên chờ hồi đầy đủ các kỹ năng. Phải thận trọng thôi, đây là tâm ma tháng, do đó các bạn cần phải thận trọng. Và như vậy Côn Lôn đã hồi được xét rồi. Hiện tại Côn Lôn đang có 35 tài nguyên và Côn Lôn cần mua một cú bí kíp cho mình. Ê, có một người di chuyển sang kia. Ê, đâu rồi? Côn Lôn vẫn chưa thấy các bạn. Trong khi đó ngammy và tàng kiếm đã thấy rồi. Như vậy là đã đánh đuổi được các bạn ở phía dưới khu số 8. Như vậy Côn Lôn đã mua bí kíp và bây giờ chắc chắn là chúng ta sẽ di chuyển sang khu số 2. Vâng, di chuyển rồi. Giật xét nào, đã có xét tung ra. Bên này có tàng kiếm tiêu dao và có cả cái bang nữa. Đã có đánh nhau, tàng kiếm bung nội tại, tàng kiếm đã bị khống chế. Tàng kiếm có chạy được hay không? Và tàng kiếm phải ngã xuống. Như vậy là hai thành viên kia đã không cover được cho anh bạn tàng kiếm, và tàng kiếm buộc lòng phải ngã xuống rồi. Rất tiếc cho team đội bạn. Team đội bạn có tiêu dao và cái bang, một đội hình cũng rất là mạnh. Như vậy chúng ta xác định được hai ông thương nhân rất là gần nhau luôn. Và bây giờ chúng ta... Ê, lại có một Côn Lôn nữa rồi. Côn Lôn chạy đi đâu vậy? Và Côn Lôn bị khống chế không nào? Côn Lôn đã bị khống chế rồi. Hút Côn Lôn lại. Côn Lôn đã bị hút, tàng kiếm tung chiêu và ngammy đặt dòng. Thế là Côn Lôn đang bị khống chế, đóng băng rồi. Và tàng... Như vậy là Côn Lôn cũng đã ngã xuống. Trong khi đó Thúy Yên vừa định chạy sang để cứu anh bạn Côn Lôn. Theo mình suy đoán đó là Côn Lôn di chuyển sang khu số 2 để chết thương nhân. Nhưng mà do anh ta không thắng kịp đã lao vào giữa đội hình team của chúng ta, và thế là Côn Lôn phải nằm xuống. Như vậy là với việc xác định bên kia có một Thúy Yên, như vậy chúng ta sẽ úp sang khu số 3. Các bạn ơi, xét nào, giật xét, Thúy Yên đã trúng xét, Thúy Yên ăn luôn cái tam liên kích nữa và Thúy Yên phải ngã xuống. Rất nhanh chóng và chúng ta đã chiếm được 3 ô. Bây giờ mình nghĩ chắc chắn chúng ta nên ở tại khu số 3 này sẽ an toàn hơn là khi di chuyển về thương nhân. Và như vậy ảo tường cũng đã xuất hiện rồi. Đây là cái ảo tượng đầu tiên và team chúng ta cũng nằm ngay khu vực ảo tượng, phải nói là thiên thời địa lợi. Ngay từ những giây đầu tiên chúng ta ở tại thương nhân, không có team giao tranh, sau đó chúng ta lại có được cái ảo tượng đầu tiên. Và bây giờ các bạn ấy lại có thêm bí kíp nữa rồi. Ảo tượng cũng rất thuận lợi luôn các bạn ạ. Cực kỳ thuận lợi, không có team nào dám di chuyển sang để tranh ảo tượng cả. Có vẻ như những team kia họ cũng đang e dè vì đây là tâm ma tháng. Như vậy team chúng ta sau khi mở tường xong đã quay trở lại thương nhân để trang bị cho mình những cái cuốn bí kíp cuối cùng. Và có di chuyển xuống khu số 8 hay không? Mình thấy khu số 8 đang có ảo tượng. Và Côn Lôn ngammy đang có ý định di chuyển sang khu số 9, trong khi đó tàng kiếm vẫn mua bí kíp tiếp tục di chuyển. Nào, bên này đang rất trống, có một cái quần thể kim cang rồi. Côn Lôn đã full bí kíp và bây giờ chúng ta chờ một cuộc thể hiện của Côn Lôn nào. Mặc quần vào di chuyển xuống khu số 8. Đây rồi, ảo tượng vẫn chưa mở, có anh bạn cái bang đã di chuyển xuống khu số 7, trong khi đó Côn Lôn quyết định quay trở lại để hỗ trợ đồng đội của mình tiếp tục ăn cái ảo tượng tại đây. Khi đánh tâm ma tháng, chúng ta ăn càng nhiều ảo tượng chúng ta sẽ càng có nhiều tài nguyên và sẽ càng có lợi cho team của mình hơn rất là nhiều. Hai cái ảo tượng, như vậy chúng ta đã có hai cái ảo tượng. Rõ ràng là các bạn thấy là những team ở những khuôn vân này họ cũng đánh úp với nhau rất nhiều, do đó ảo tượng vẫn chưa được mở. Tiếp tục, Côn Lôn đã ra hiệu cho các thành viên của mình di chuyển sang khu số 1. Bên này có ai không? Có rồi, tiêu dao và cái bang, như vậy là đã bị khống chế rồi. Cái bang đã đứng lại và tiêu dao đã chạy thoát rồi. Không, tiêu dao quay trở lại và như vậy tiêu dao phải ngã xuống. Tình huống này tiêu dao đã quay trở lại để muốn cover cho anh bạn cái bang, nhưng rất tiếc là tiêu dao đã mất né. Một tình huống quay trở lại của tiêu dao không đúng chút nào và điều đó đã làm cho bạn ấy phải ngã xuống.
Như vậy team tiêu dao tàn kiếm và cái bang tại khu số 1 lúc nãy chúng ta thấy đã ngã xuống rồi. Tiếp tục có một team đã rơi. Bây giờ lại có thêm cái quần thể kim cang nữa. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển xuống khu số 4 hay là khu số 6 đây. Như vậy là khu số 4 rồi. Bên này có ai hay không? Không có ai cả. Tiếp tục di chuyển xuống khu số 5 luôn. Rồi bên này có một ngũ độc. Ngũ độc đã ăn lướt như vậy. Ngũ độc đâu rồi? Đang bị lắc các bạn ơi. Ngũ độc và có cả trường ca nữa. Trường ca đã bị lóc trở lại. Trường ca đã ngã xuống và côn lôn. Côn lôn cũng đã... Không, côn lôn đã chạy được rồi các bạn ạ. Mình không thấy tài nguyên hiện lên. Như vậy là tình huống vừa rồi theo mình suy đoán là ngũ độc và côn lôn đã chạy được. Chỉ có mỗi anh bạn trường ca là phải bỏ màn trở lại thôi. Tiếp tục di chuyển. Bây giờ thì vòng số 1 chỉ còn khoảng 10 giây là đã kết thúc rồi. Team chúng ta hiện tại đang rất là xanh luôn. Có một anh bạn côn lôn di chuyển lên rồi. Côn lôn mở rương, giờ này mà mở rương không thấy team nè. Và thế là bạn về thành có nhiều rương hơn nè bạn ơi. Hồi đó là tình huống vừa rồi mình không hiểu là bạn côn lôn của team bên kia họ suy nghĩ và xử lý như thế nào, trong khi bên này đang có 3 thành viên. Bạn ấy cứ nghĩ là đây là những thành viên đang treo hay sao ấy nhỉ. Và bạn ấy rất là thản nhiên để chạy lại cái rương và định mở cái rương này. Khá nhỏ cho bạn côn lôn và bạn côn lôn phải nằm xuống. Rồi các bạn thấy là hiện tại khu thương nhân tập trung rất là nhiều những team mạnh từ tiêu dao, nga mi, côn lôn khá là nhiều luôn. Hiện tại số đội trong trận tâm ma hiện tại bây giờ đang còn là 15 đội. Và chắc chắn ở vòng số 2 sẽ có những trận giao tranh càng kịch liệt và kịch tính hơn. Ưu thế của team chúng ta đó là có một Nga Mi hỗ trợ. Cung lôn thì có khả năng hồi máu rất nhiều. Trong khi đó tàn kiếm lại là một môn phái có khả năng tạo đam rất lớn. Rồi bây giờ Cung Lôn đang check map những cái khu ở phía trên này để tìm xem có team nào treo hoặc là có những thành viên nào bị yếu máu hay không. Đây rồi, thấy một bạn thiên vương tại khu số 2, khu số 10 đang rất là yếu máu và có cả một anh bạn dương môn ở trong này. Như vậy chúng ta chắc chắn sẽ di chuyển để úp sang khu số 10 rồi các bạn ạ. Đó là điều chắc chắn luôn. Rồi có một anh bạn cái bang vừa được chuyển tống về. Với tình huống này thì các bạn hạn chế sử dụng kỹ năng nha. Chúng ta sẽ rất là phí kỹ năng dồn vào một cái ạt treo. Bây giờ thì sau khi farm xong những con lính này chắc chắn là team chúng ta sẽ di chuyển về khu số 10. Đó là mục đích của team bạn ấy dồn về khu số 11. Đúng rồi, chuẩn bị di chuyển nào. 1, 2, 3, xét đâu, giật một cái, trời ơi không giật xét mà lướt các bạn ơi, rồi, cũng được, bây giờ chúng ta hư, thì rồi, dương môn đã ngã xuống, côn lôn đã lên bay yếm và côn lôn đã xoay trì để di chuyển về khu số 2, như vậy là anh bạn côn lôn, mình nói nha, anh bạn thiên vương chúng ta đã có một cái chiêu rất là hay, đó là xoay trì để chạy thoát các bạn ạ. Rồi, team chúng ta đã có thêm một mạng và có thêm được một ít tài nguyên. Và anh bạn Thiên Vương chạy ra khu số 2, chẳng may gặp một team khác thì có lẽ cũng sẽ ngã xuống. Nhưng điều đó chúng ta không biết được. Rồi, bây giờ team chúng ta tiếp tục di chuyển trở lại khu số 3, có ai không nào? Đây rồi, Thiên Vương, có cả phá gì nữa các bạn ạ. Rồi, và mình thấy là Long Tước đã ngã xuống rồi. Long Tước là một team khác, có vẻ như đang úp anh bạn Thiên Vương. Thiên Vương lại tiếp tục lên 7x. Thiên Vương ở trên kìa, Thiên Vương ở trên và Ngã Mi tàng kiếm đang cố gắng bắt anh bạn Thiên Vương. Thiên Vương di chuyển sang khu số 12 và Thiên Vương bị kéo lại, cuối cùng thì Thiên Vương cũng phải ngã xuống. Anh bạn Thiên Vương chúng ta không có check bản đồ, tại vì khu số 12 là khu đóng rồi các bạn ạ. Trong những tình huống các bạn nên thuộc cái bản đồ là khu nào đóng và khu nào còn di chuyển được nha. Để chúng ta lỡ mà có bị truy đuổi thì các bạn sẽ có đường chạy đúng đắn. Và chúng ta sẽ dễ dàng giữ được mạng sống của mình hơn. Rồi bây giờ team chúng ta sẽ di chuyển xuống khu số 2. Chắc chắn rồi. Bây giờ mọi người luôn có một sự lựa chọn đó đi chung với nhau. Bên này có giao tranh rồi. Côn lôn đã bị lóc. Côn lôn đã bị chón. Côn lôn đã bị khống chế. Và côn lôn có chạy được không? Côn lôn lướt được rồi. Côn lôn tiếp tục ăn một cái sét. Rồi côn lôn lướt và côn lôn định nhảy vào quái để hồi máu, nhưng côn lôn lại bị khống chế, tiếp tục lại gặp một côn lôn khác nữa. Côn lôn rất nhiều. Các bạn thấy là nhân vật chính chúng ta BK côn lôn rất chuẩn nha các bạn. Giữ lại cái xét. Trong tình huống chúng ta khống chế được đối phương, các bạn hãy giữ lại cái xét để
khống chế khi mà đối phương có ý định bỏ chạy. Như vậy là anh bạn Công Lôn tại khu số 1 đã ăn được cái quần thể kim cang và qua đây để làm gì đây? Hù dọa chăng và hết quần thể kim cang. Như vậy là Ngami và Thằng Kiếm đã rất nhanh chân cao chạy xa bay về khu số 10. Để lại anh bạn Công Lôn bên này để dọa khỉ bên này. Tìm chúng ta vẫn còn được. Rồi, có giao tranh tiếp tục rồi. Lại là Trường Ca và cái bang các bạn. Tiếp tục. Và rồi xong, Trường Ca đã ngã xuống. À không, cái bang ngã xuống. Như vậy là Trường Ca vẫn chưa ngã xuống. Trường Ca đã ngã xuống và cái bang đã chạy được rồi. Một tình huống đánh úp của hai thành viên không thành công. Khi team chúng ta có khống chế đó là Cung Lôn và Nga My. Hai môn phái hỗ trợ và khống chế rất tốt. Tiếp tục Cung Lôn kia, một cuộc thăm dò nhẹ nhẹ sang khu ấu tượng của anh bạn Cung Lôn. Phải nói là từ khi vòng số 2 bắt đầu, toàn là những cuộc giao tranh rất kịch liệt và liên tục xảy ra. Nhịp đấu trận đấu đã trở nên nhẹ nhàng hơn khi ấu tượng xuất hiện. Là khi các bạn ấy đang say mồi tại những khu ấu tượng, những cái team đi lẻ thì sẽ tìm những cái ô ven bên ngoài để chích rương. Đó, do đó cái trận đấu chúng ta nó đã phần nào được hạ nhiệt trở lại. Và chắc chắn mở rương xong chúng ta sẽ di chuyển xuống ảo tượng số 6 nào. Vẫn chưa ai mở đấy rồi, Cung Lôn rất nhiều. Hai cái lướt không trúng Cung Lôn và Cung Lôn đã di chuyển sang khu số 3. Trong khi đó anh bạn Tàn Kiếm đã tung chiều hơi bị chậm các bạn ạ. Rất tiếc. Rồi, chúng ta tiếp tục di chuyển xuống khu số 1, sau đó sẽ về khu số 6 chăng? Đây rồi, có giao tranh, quá trời giao tranh luôn, trời ơi, một nùi phái luôn, không biết phái nào, cái bang Côn Lôn rồi, gì ngũ độc Long Tước, tè le hột me luôn các bạn ơi. Như vậy là ai sẽ là người ngã xuống, chắc chắn là anh bạn Côn Lôn này rồi. Thật là xui cho Côn Lôn, trong rất là nhiều môn phái, ai cũng chạy thoát được, chỉ một mình anh bạn Côn Lôn là ở lại, và đó là lý do anh bạn ấy phải ngã xuống. Phải nói là team chúng ta ăn đúng thời cơ và Côn Lôn, một Côn Lôn khác lại có thêm cái quần. Trong trận này mình thấy là rất nhiều Côn Lôn luôn các bạn ạ. Tiêu Dao chỉ có một vài tiêu dao, nhưng mà hầu như tiêu dao đã ngã xuống ở những vòng đầu tiên. Team của chúng ta quá xanh rồi, bây giờ cái hạt quá mạnh. Hiện tại số đội trong bản đồ tâm ma chỉ còn 7 đội thôi và thời gian của vòng số 2 chỉ còn khoảng 35 giây. Team của chúng ta đã đánh úp rất nhiều và có lẽ như là team chúng ta quyết định ăn cái con tinh anh này ở những giây cuối cùng của vòng số 2 để kiếm thêm một ít tài nguyên. Sau những cái cuộc rượt đuổi rất là mệt mỏi, rất là loạn xa ngâu và rất là hay và gây cấn các bạn ạ. Tinh anh hệ thủy và rất nhanh chóng sẽ bị team chúng ta tiêu diệt. Chỉ còn 10 giây có kịp hay không? Rất xui cho anh bạn Cung Lôn. Như vậy là kịp rồi các bạn ạ. Đã kịp rồi, có thêm một ít tài nguyên. Và vòng số 2 cũng đã khép lại. Hiện tại số đội đang còn là 7 đội. Team chúng ta vẫn còn bảo toàn được 3 thành viên. Và các thành viên BK rất hay các bạn. Hiện tại tại khu thương nhân ở khu số 9 mình thấy có cây bang, có ngũ độc, Trường Ca, Nga My. Có vẻ Trường Ca, một bạn Trường Ca và Tiêu Dao hình như là treo tại khu số 9 này. Treo mà đến giờ vẫn còn sống là phải nói nhân phẩm cực kỳ cao luôn. Rồi bây giờ thì với tình hình như thế này thì theo như thường lệ, nếu như là mình thì mình sẽ chọn khu số 1. Sẽ là khu khởi động cho vòng số 3. Hiện tại thì mình nghĩ là team 3 chắc chắn sẽ không còn đâu các bạn ạ. Nãy giờ là những team kia họ giao tranh rất nhiều và rất nhiều thành viên phải nằm xuống. Và có một điều đặc biệt là nãy giờ mình chỉ thấy duy nhất một bạn Minh Giáo ở ngay từ vòng đầu tiên. Nhưng mà bạn Minh Giáo đang ngã xuống, còn những team khác mình không thấy Minh Giáo các bạn ạ.
Minh Giáo là môn phái có khả năng cấu rỉa và kết thúc rất mạnh đối với team này. Kể cả Tiêu Dao mình cũng không thấy nhiều. Thì đó là một lợi thế cho team chúng ta. Bây giờ team chúng ta chỉ còn đó là vấn đề di chuyển. Rồi lại có Cung Lôn. Cung Lôn rất nhiều, có vẻ như là ở cụm server này các bạn rất chuộng Cung Lôn, hay là do trận này Cung Lôn lại là môn phái được beat nhiều nhất luôn các bạn ạ. Tiếp tục bên này có anh bạn Cái Bang rồi. Cái Bang di chuyển về khu số 3. Chúng ta tiếp tục, Cung Lôn cũng ở khu số 3 chạy xuống, Cái Bang rượt Cung Lôn. Và như vậy có giao tranh, Cái Bang đã bị khống chế rồi. Cái Bang ăn trọn cái xét, Cái Bang đã chạy được rồi. Với cái né rất là cao thì Cái Bang đã di chuyển thành công. Và anh bạn ấy đã chạy xuống khu số 8. Làm gì làm, team chúng ta cũng phải bảo toàn được máu cho các thành viên, cũng như là chờ hồi đủ combo mới di chuyển nha các bạn. Như vậy chúng ta đã xác định được hai team, một team gồm có Cung Lôn, một team một team gồm có Thiên Vương và một team gồm có Cái Bang. Như vậy sẽ còn hai team khác trong bản đồ này, đó là những team nào? Có thể là một team treo tại khu số 9 và một team nào đó. Như vậy trận tâm ma đã trở nên rất nhẹ nhàng rồi các bạn ạ, cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Đây rồi, team treo gồm có Nga Mi, Trường Ca và Tiêu Dao, ba thành viên treo mà vẫn còn sống, phải nói là một điều vô cùng kỳ tích. Như vậy chúng ta lại có thêm tài nguyên, tiếp tục béo rồi các bạn ạ. Rồi bây giờ bản đồ tâm ma chỉ còn bốn đội thôi. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Những phút đầu trận tâm ma với cái nhịp điệu rất là sôi động, bây giờ thì mọi người đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta chỉ gọi là cưỡi ngựa xem hoa thôi các bạn ạ. Tiếp tục di chuyển trở lại khu số 3. Có lẽ là team chúng ta sẽ về xuống khu số 4 chăng? À, có một người mình thấy vừa thấy bóng dáng tại khu số 4, vừa mới lấp lé chạy lên. Và team chúng ta lại tiếp tục di chuyển về khu số 2 rồi. À, mình vẫn chưa hiểu được ý đồ của team chúng ta đang định làm gì. Team chúng ta đang dùng chiến thuật đó là di chuyển để ăn rương, kiếm tài nguyên cho các thành viên của mình. Và nếu gặp như team nào, gặp team nào thì hốt luôn team đó. Đó rồi, gặp rồi, Thiên Vương đây hay là Cái Bang? Cái Bang các bạn à, Cái Bang. Với cái né tránh rất cao, Cái Bang đã di chuyển về khu số 2 rồi. Rất tiếc. Tình huống này nếu như mà Cung Lôn tung xét thì có thể khống chế được Cái Bang. Và Nga Vi lao vào đặt phòng, tiếp tục là tàn kiếm sẽ chém liên tục thì có vẻ là Cái Bang cũng sẽ ngã xuống các bạn ạ. Tại vì cái vòng của Nga Mi sẽ làm suy yếu Cái Bang rất là nhiều. Và bây giờ ảo tượng tại vòng số 3 cũng đã xuất hiện. Chúng ta vẫn là những người tranh ảo tượng đầu tiên và là những khu ảo tượng xuất hiện rất đúng ô. Rồi tiếp tục di chuyển về khu số 9, có ai không? Cung Lôn đã lướt để bắt bài nhưng mà không có ai trên này cả. Và chúng ta lại có thêm cái ảo tượng tại khu số 9. Có vẻ như là team chúng ta hiện tại đang sử dụng chiến thuật đánh an toàn ở những giây phút cuối cùng của trận tâm ma tháng này. Vì đây là tâm ma tháng nên các bạn hãy rất thận trọng các bạn ạ. Rồi rồi, có phái gì vừa chuyển sang, có thể là một cái bang. Và sau khi mở những cái rương tại khu số 9 thì team chúng ta quay trở lại khu số 8 để ăn tiếp những cái rương tại khu số 8. Với hai cáo tượng thì team chúng ta lại thêm béo rồi các bạn ạ. Và mình rất thắc mắc những team kia họ đang ở đâu. Nãy giờ chúng ta lại không có những cái cuộc giao tranh với những team còn lại. Rồi mình thấy Cung Lôn đã ra hiệu. Đây rồi, một Cung Lôn khác đã bị đặt lòng. Không, Cung Lôn đã chạy được rất nhanh. Tình huống vừa rồi nếu dùng Cung Lôn chúng ta giật xét thì có lẽ sẽ khống chế được anh bạn Cung Lôn kia. Đây rồi, có giao tranh, Cái Bang đã chạy được, Cái Bang đã di chuyển về khu số 4 rồi. Một cái xét tung ra và Cái Bang có tứ điệp thì tài bạn ấy đã né rất nhiều. Cái Bang có quân, Cái Bang đã phản công trở lại và với tình huống này Cái Bang đã mất vòng rồi. À không, Cái Bang bị lắc vòng, Cái Bang à, Cái Bang đã di chuyển về khu số 1 rồi. Cái Bang mình thấy lên khu số 2 rồi.
Như vậy là team chúng ta quyết định ở lại để ăn con boss thủ lĩnh này, quyết định không có truy đuổi những team kia, để chờ vòng cuối. Đây rồi, một anh bạn các bạn khác nữa đã di chuyển sang để cấu máu của chúng ta. Dưới này có cả năm độc nữa các bạn ạ. Như vậy team dưới này cũng đã lên được chí tôn, rất mạnh nha. Chúng ta không thể xem thường được cái team này. Hiện tại Cung Lôn đang bị yếu máu rồi. Và team của chúng ta vẫn quyết định ở lại đây tiếp tục cấu máu và phá hoại, đó là cái bàn và năm độc. Như vậy Cung Lôn đã lao vào, ngũ độc đã búp trứng rồi, ngũ độc đã yếu máu, và như vậy là ngũ độc đã chạy được. Cung Lôn tiếp tục quay trở lại để hỗ trợ đồng đội của mình. Vâng, rất là căng thẳng, thêm một Cung Lôn khác nữa các bạn ạ. Như vậy cái việc ăn boss thủ lĩnh ở đây là một điều cực kỳ khó khăn và mạo hiểm. Liệu team chúng ta có ăn được con boss thủ lĩnh này hay không? Như vậy là thủ lĩnh đã ngã xuống và chúng ta đã có đá hồi sinh. Một chiến thuật rất chắc chắn các bạn ạ. Đây là tâm mà tháng, do đó các bạn phải đánh chắc, lựa chọn những tình huống, những cái điều thuận lợi nhất về cho team của mình. Và bây giờ thì vòng số 3 cũng đã khép lại. Chúng ta sẽ hẹn 4 team gặp nhau tại vòng cuối. Và với lợi thế đó là team chúng ta có tới 3 thành viên, những team khác gồm có một cái bang, rồi một team, một cái bang lẻ và một ngũ độc. Đó sẽ rất thuận lợi cho team chúng ta. À, mình nói nhầm, còn có cả một Cung Lôn nữa các bạn ạ. Như vậy với tình huống này thì theo mình đoán là team chúng ta sẽ tìm và úp anh bạn Cung Lôn trước, sau đó sẽ bắt cái bạn cái bang lẻ, và cuối cùng đó chính là cái team gồm có ngũ độc và cái bang. Thì theo tâm lý mình đoán là tất cả những team họ sẽ nép lại, né né lại để cho những team khác giao tranh. Và với lợi thế là team 3 thì chắc chắn sẽ đi úp rồi. Đây, các thành viên khác cũng đã lên được với quân hàm, đó là Chí Tôn, rất đồng đều về quân hàm luôn các bạn ạ. Nhưng mà bị lệch về quân số, trong khi team chúng ta lại có thêm một Nga Mi. Rồi, chia ra chết đồ ăn nào các bạn ơi, mỗi người một góc, chúng ta sẽ gom đồ ăn về cho team của mình. Rồi, có một cái tấn công như vậy, anh bạn Cung Lôn đã ăn và Cung Lôn trên kia cũng đã xuất hiện rồi. Có lẽ là Cung Lôn sẽ là mục tiêu đầu tiên chăng? Chuẩn bị một cái sét. Không, sét đã được tung ra, Cung Lôn đã bị chón, Cung Lôn đã bị đặt vòng, Cung Lôn đã bị khống chế. Nga Mi vẫn còn hai cái búp, trên này lại có ngũ độc và cái bang. Ngũ độc vẫy rất nhiệt tình, cái bang đã kinh công, ngũ độc đã lên quần rồi. Ngũ độc đã lên trứng, không phải lên quần các bạn. Ngũ độc đã bị lâm chậm và ngũ độc đã ngã xuống, trong khi mà cái bang đã trứng rồng rất nhiệt tình và cái bang cũng đã ngã xuống. Như vậy chúng ta chỉ còn một anh bạn cái bang dưới này thôi. Và cái bang đã đứng để chờ chết thôi các bạn, không dám nhúc nhích, không dám cưa quậy. Và cái bang đã búp được túi đẹp rồi, cái bang chắc chắn phải ngã xuống thôi. Thật sự là tình huống đó là cái bang chỉ có thể đứng chịu trận thôi các bạn ạ. Nói chung là anh bạn ấy cũng đã biết được số phận của mình. Như vậy các bạn thấy một trận tâm ma rất là hấp dẫn nha, ngay từ những cái giây phút đầu tiên. Và đây là trận tâm ma đầu tiên sau bao lâu rồi mình mới thấy được cả ba thành viên lên được quân hàm võ thánh các bạn ạ. Thông thường thì đa số những trận tâm ma hiện tại thì các thành viên của mình lên được Ỷ Thiên và Chí Tôn là chúng ta đã kết thúc được trận tâm ma rồi. Rồi, trận tâm ma đến đây là hết. Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn, hay, hãy cho mình xin một like, một chia sẻ. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.